Gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt, thông qua môi trường giáo dục sẽ giúp học sinh có những hiểu biết về truyền thống, bản sắc văn hóa của các dân tộc, hình thành sự tự tôn, tự hào về văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Thời gian qua, ngành giáo dục huyện Ba Chẽ rất quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa trong các trường học, đặc biệt về những giá trị đặc trưng, riêng có của các dân tộc anh em. Qua đó, vun đắp tình yêu văn hóa dân tộc, giúp đời sống tinh thần của các em lành mạnh và phong phú, thúc đẩy hình thành những nhân cách sống tốt cho học sinh. Với mục tiêu chú trọng công tác giáo dục, nâng cao kiến thức về lịch sử văn hóa địa phương, tạo sân chơi bổ ích sinh động lành mạnh cho học sinh, các trường học trên địa bàn huyện Ba Chẽ đã phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức giờ học lịch sử địa lý địa phương tại các điểm di tích của huyện. Tại khu di tích quốc gia Miếu Ông, Miếu Bà, các em học sinh được giới thiệu về lịch sử văn hóa, thực hành vẽ sơ đồ tư duy, thể hiện những hiểu biết của bản thân về khu di tích lịch sử, cùng hòa mình vào những trò chơi dân gian. Chương trình vừa giúp các em hiểu thêm giá trị lịch sử truyền thống của dân tộc, vừa giúp các em được giải trí và phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, rèn luyện sức khỏe để học tập hiệu quả. Lần đầu tiên trải nghiệm về di tích Miếu Ông Miếu Bà thì rất là vui được gặp gỡ các bạn. Đồng thời qua đây thì em được biết kiến thức về di tích lịch sử về Miếu Ông Miếu Bà. Em cảm thấy rất là yêu quê hương của mình. Ngay từ đầu năm học, khi mà xây dựng kế hoạch chương trình dạy học của cả năm thì nhà trường cũng đã có một cái kế hoạch lồng ghép với những cái hoạt động trải nghiệm sáng tạo, cũng như là hoạt động thông qua những cái hoạt động đấy để đưa các em đến tận nơi, ví dụ như là tham quan trực tiếp Miếu Ông Miếu Bà hay là đi tham quan những đơn vị quân đội, giáo dục cho các em về tình yêu quê hương đất nước, cũng như là thấy được những cái giá trị truyền thống của quê hương mình. Bên cạnh việc cho học sinh học tập về lịch sử Đảng bộ huyện, huyện Ba Chẽ đã biên soạn và phát hành tài liệu giáo dục truyền thống và lịch sử huyện Ba Chẽ cho cấp tiểu học và trung học cơ sở. Đặc biệt, năm 2024, cùng với việc thực hiện chỉ thị số 11, ngành giáo dục đã đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện nghị quyết số 17 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn nội sinh, động lực cho phát triển nhanh và bền vững. Tuyên truyền sâu rộng các cuốn sách Đảng bộ huyện Ba Chẽ và tỉnh Quảng Ninh, đưa lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống địa phương vào các chương trình dạy học cấp tiểu học và trung học cơ sở. Riêng cấp học mầm non tổ chức chuyên đề, lấy trẻ làm trung tâm trong tổ chức hoạt động phát triển, ngôn ngữ và văn hóa dân tộc, phát triển nhận thức cho trẻ mầm non với chuỗi chương trình ngoại khóa Ngày Tết Quê Em Làm Chú Bộ Đội, trải nghiệm tham quan Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Học sinh cấp trung học phổ thông được tham gia vào các phiên chợ vùng cao, hoạt động STEM tìm hiểu văn hóa, trang phục và ẩm thực truyền thống của các dân tộc. Tùy từng độ tuổi và cấp học, các em học sinh được tham gia vào các câu lạc bộ tìm hiểu lịch sử, giữ gìn, xây dựng bản sắc văn hóa. Riêng với mục tiêu bảo tồn và giữ gìn nét đẹp của các tộc người trên địa bàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện duy trì tổ chức cho các em học sinh mặc trang phục dân tộc vào buổi chào cờ thứ hai hàng tuần và mặc vào các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm, tổ chức thi trình diễn trang phục dân tộc. Phiên chợ vùng cao thu hút đông đảo giáo viên, học sinh các trường tham gia. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện, hiện có trên 300 học sinh, trong đó chỉ có 10 em dân tộc Kinh. Xuất phát từ thực tế đó, nhà trường đặc biệt quan tâm hơn đến việc giáo dục ý thức bảo tồn văn hóa truyền thống, tạo cơ hội cho các em được mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình nhiều hơn. Từ đó, giúp các em học sinh tự hào hơn về trang phục của mình, tự hào về dân tộc mình. Bởi lẽ, trải qua quá trình phát triển của lịch sử, mỗi dân tộc đã tạo cho mình một bản sắc riêng, góp phần tạo nên nền văn hóa đa sắc của dân tộc Việt Nam.
Trường em là thường xuyên tổ chức những hoạt động văn hóa về như là ca hát và diễn kịch. Bọn em thường được mặc quần áo dân tộc của chính mình và được khoác trên vai các máu sắc niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Việc sử dụng trang phục dân tộc rất là có ý nghĩa đối với các em học sinh, bởi vì là các em sẽ thấy tự hào, thêm tự hào về cái trang phục dân tộc của mình, tự hào về bản sắc dân tộc của dân tộc mình. Các em sẽ có tinh thần học tập và sẽ mang những nét đẹp văn của dân tộc mình giới thiệu với các bạn bè ở toàn quốc. Xác định giáo dục truyền thống là một trong những nội dung quan trọng trong việc phát triển toàn diện nhân cách, phẩm chất của học sinh. Không chỉ thông qua những tiết học lịch sử trên lớp, nhiều thầy cô còn tổ chức các chuyến về nguồn, tham gia địa chỉ đỏ hoặc các hoạt động giáo dục ngoại khóa sinh động khác cho học sinh ngay từ cấp học mầm non. Hôm nay con rất vui được tham gia trải nghiệm biếu ông biếu bà. Con được chơi rất nhiều đồ chơi bổ ích và con lo các cô tổ chức nhiều chương trình dạy con như thế này nữa. Việc xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục lịch sử truyền thống và bản sắc văn hóa các dân tộc tại địa phương với các giải pháp đồng bộ tại tất cả các cấp học đã có phần củng cố lòng tin và niềm tự hào của thế hệ trẻ vào các giá trị nhân văn tốt đẹp, giá trị lịch sử, qua đó tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, giúp các em tự tin, tự hào, xây dựng cảm xúc, lý tưởng đúng đắn, góp phần xây dựng cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội ngày một tốt đẹp. Khi học ấy thì chúng em cảm thấy là bài học rất là hay, thú vị và qua những bài học đó thì chúng em có thể biết được thêm nhiều về lịch sử ở địa phương của chúng ta và biết thêm nhiều nét văn hóa đặc trưng, đẹp đẽ ở địa phương mình và giúp cho chúng em có thể biết được thế giới xung quanh nó như thế nào. Xây dựng cái niềm tự hào đối với lại học sinh của các bậc học với từng dân tộc của mình, từ đặc điểm của các dân tộc, lễ hội, bản sắc. Bên cạnh cái việc mà giáo dục thì chúng tôi cũng xây dựng những cái mô hình rất là phong phú và phù hợp. Chẳng hạn như là xây dựng những cái mô hình là những cái lễ hội nhỏ ở trong các cái trường học, những mô hình về giữ gìn may thêu để giữ gìn các cái bộ trang phục. Và từ đó đấy thì học sinh sẽ ngoài cái việc mà hiểu, biết, yêu và còn biết thực hiện, cũng như là có ý thức tôn vinh chính cái truyền thống của địa phương, truyền thống của dân tộc và truyền thống của nhà trường. Với quan điểm, sự chuyển biến lớn sẽ bắt đầu từ những việc nhỏ. Trong thời gian tới, giáo dục Ba Chẽ tiếp tục nâng chất việc tổ chức các chương trình, hoạt động giáo dục văn hóa, lịch sử sát với yêu cầu thực tế. Đặc biệt coi trọng việc bồi dưỡng tại chỗ hàng ngày bằng cách tổ chức đa dạng, sáng tạo các hình thức giáo dục lịch sử, chú trọng gìn giữ bản sắc dân tộc địa phương nơi giảng dạy, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý từ huyện đến trường để từ môi trường thân ái đó tạo động lực nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương, đạo đức nghề nghiệp của giáo viên toàn ngành. Thầy cô tâm huyết với nghề, gắn bó với học sinh, có kiến thức và am hiểu văn hóa địa phương sẽ quyết định hiệu quả giáo dục vùng dân tộc thiểu số, tiếp tục nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học, đưa lịch sử địa phương, văn hóa mỗi dân tộc đến gần hơn với học sinh.